Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn tiền tệ để đem đi du lịch Campuchia thì bạn cần chuẩn bị những cái loại đồng tiền nào. Thì ở bên này á, thì mình thấy á, là người ta tiêu hai loại đồng tiền chính, đó là tiền đô và tiền ria. Tiền ria là do nước Cam phát hành, và tiền đô á, thì là đồng tiền USD. Thì các bạn cũng cũng biết rồi đấy. Thì nhưng mà bên này mình thấy nếu mà bạn ở Việt Nam á, đổi đô qua này, sau đó rồi tùy theo trường hợp thì bạn, và tùy theo cái mức tiêu dùng á, bạn nên có thể là đổi một ít ria. Ví dụ như thanh toán thì khách sạn á, thì bạn nên là thanh toán bằng đô, hoặc là mua sim mua card thì bạn mua bằng đô thì nó sẽ rẻ hơn là mua bằng ria. Tại vì một đô, ví dụ như là một đô á, thì bên này nếu mà bán thông thường ở ngoài người ta sẽ quy là 4.000, nhưng mà 4.000 ria. Nhưng mà nếu mà bạn mua mua bằng card á, thì bạn đưa một đô á, thì ok, nhưng mà bạn đưa 4.000 ria á, thì người ta sẽ yêu cầu bạn là đưa 4.001, 4.002, và có chỗ là kêu là một cái card điện thoại một đô á, thì người ta đòi bạn tới 4.500 đó. Thì rõ ràng là bạn tiêu đô á, thì nó sẽ rẻ hơn là tiêu ria với trường hợp là bạn mua card điện thoại. Và thanh toán tiền khách sạn thì cũng thế, hoặc là bạn đi siêu thị thì cũng đi những cái siêu thị, những cái mini store á, bên này nó phổ biến những cái mini store á, thì nó cũng có một cái quy đổi tiền tệ. Còn nếu mà bạn mua ở ngoài đường thì người ta tính cho bạn, ví dụ như là cái món đó người ta kêu một đô thì bạn đưa 4.000 ria cũng được. Hoặc là bạn đưa một đô, nếu bạn đưa một đô cho người ta thì bạn sẽ lỗ, nhưng mà bạn đưa 4.000 ria thì bạn sẽ lời. Đấy, thì theo mình đó, thì bạn nên đổi một ít sang tiền ria và một ít sang tiền đô. Bạn tốt nhất là bạn lấy tiền đô đổi sang ria, chứ đừng có nên lấy tiền Việt đổi sang ria, nó sẽ tính cho bạn là hai lần tỷ giá đó, thì bạn sẽ lỗ. Đấy, thì mình như thế. Ví dụ như là tờ đây là tờ 500 á, thì một ngàn ria thì được là 5.000 tiền Việt Nam, tại mình tính nhẩm là thế. Thì tờ 500 này thì là 2.500 tiền Việt Nam, đó, tờ 2.000 thì 10.000 tiền Việt Nam, còn tờ 5.000 này tương đương với 25.000 tiền Việt Nam. Rồi đó, thì bạn nên đổi các đô lẻ và tiêu cho nó dễ. Và theo mình thì nên đổi đô lẻ, sau đó rồi bọc 50 hay là 50 đô gì đấy, thì bạn qua đây bạn có thể đổi sang ria, bạn nó sẽ được thêm một ít đồng lẻ ria nữa, thì do bạn đổi có sự chênh lệch tỷ giá đó, thì nó sẽ dư ra, thì bạn có thể có cơ hội để bạn tiêu nó lợi hơn. Đấy, thì nó là như thế. Thì bạn nhớ khi thanh toán tiền khách sạn, mua card điện thoại, mua đồ ăn trong siêu thị hay là cái gì đó thì bạn nên là tiêu tiền đô. Còn ngoài ra nếu mà đi chợ này nọ thì bạn tiêu tiền ria sẽ lợi hơn. Đó, thì mình muốn nhắc các bạn là như thế khi đi du lịch Campuchia. Nếu mà có các bạn muốn hỏi thêm điều gì thì các bạn có thể comment ở dưới. Và các bạn thấy video này hữu ích thì hãy subscribe cho mình. Cảm ơn các bạn. Xin chào.